Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ án người đàn ông quốc tịch Hà Lan giết vợ là người Việt Nam ở thành phố Đà Lạt. Đối tượng vừa bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ sau hơn 6 giờ đồng hồ gây án. Đối tượng là Kenter Jacobus Johansson, 63 tuổi. Vào chiều ngày hôm qua, tại nhà riêng địa chỉ tại phường 4 thành phố Đà Lạt, Kenter mâu thuẫn cãi nhau với vợ. Đối tượng đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn. 22 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Kenter khi đối tượng đang rút tiền tại một máy rút tiền tự động trên địa bàn phường 1 thành phố Đà Lạt. Thêm một vụ án khác cũng vì mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình vừa xảy ra tại Quảng Ngãi. Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vừa tạm giữ đối tượng Võ Minh Tân, trú ở xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi cố ý gây thương tích. Võ Minh Tân và chị Lê Thị Mỹ Vân đã ly hôn. Vừa qua, Võ Minh Tân đến cửa hàng cắt tóc của chị Bạch Thị Tuyết Trinh để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Tân và chị Vân xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Tân ra chiếc xe máy để bên ngoài hiên của cửa hàng làm tóc, lấy con dao kề vào cổ chị Trinh. Trong quá trình giằng co, chị Trinh bị thương, chảy máu vùng cổ. Trinh và Vân bỏ chạy khỏi hiện trường. Tân cầm theo con dao để đuổi theo. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã kịp thời can ngăn. Trong nhiều năm qua, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho cà phê, hồ tiêu và nhiều cây trồng khác, ở Tây Nguyên và đặc biệt là Đắk Lắk, hầu như dãy nào cũng có ít nhất là một giếng đào. Do đặc điểm các mạch nước ngầm nằm sâu dưới lòng đất cho nên người dân thường đào giếng với đường kính từ 1 đến 1,5 mét, với độ sâu từ 15 đến 35 mét. Mực nước dưới giếng thường sâu khoảng từ 5 đến 10 mét. Số lượng giếng đào tăng không kiểm soát được gây khó khăn cho việc quản lý, bảo vệ, sử dụng nguồn nước ngầm, và những mối nguy hiểm cho người dân cũng tăng theo. Đây là những hình ảnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu cháu Ikhil Enun, 3 tuổi, trú tại Buôn Kram, xã Ia Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, bị rơi xuống giếng trong dãy cà phê. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 khi nạn nhân đi cùng người thân ra làm cỏ tại dãy. Hơn một tiếng sau, người nhà không thấy cháu Kiêu đâu nên đã đi tìm và phát hiện đôi dép nổi dưới giếng sâu. Sau đó, người thân đã hô hoán và báo chính quyền địa phương nhờ lực lượng chức năng tới ứng cứu. Nhiều lúc người ta không sử dụng rồi người ta bỏ hoang đó. Rất là nguy hiểm. Tới mùa là người dân đi làm hoặc là những người nơi khác tới làm rồi rất là nguy hiểm. Chỉ riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý 4 vụ tai nạn do rơi xuống giếng, chủ yếu trong khu vực dãy canh tác của người dân, trong đó có một vụ không giải cứu được nạn nhân. Nhưng là bằng đêm là họ đi, họ không có biết là cái giếng đó, nhưng mà giếng ví dụ mình lầm câu lên như thế này á, thì họ biết là cái đó cái miệng giếng, còn cái này hắn thấp dưới như mặt đất như thế này á, thì họ đi họ không bao giờ biết. Cho nên là có khi là họ đi họ rớt dưới này, mà bằng đêm mà rớt dưới này thì cũng lại là chết. Do nhu cầu nước tưới cho cây trồng và sinh hoạt, nhiều năm nay người dân khu vực Tây Nguyên thường có thói quen đào giếng sâu trong khu vực vườn dẫy, và đa phần miệng giếng nằm ngang mặt đất, không có nắp đậy kiên cố hoặc chỉ được che phủ sơ sài. Lòng giếng lại thường bị sạt lở, khí độc tích tụ nhiều, từ đó đã gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Giếng mà chúng ta đang sử dụng, thế thì chúng ta phải xây những cái thành giếng nó phải cao và chắc chắn và phải che đậy cẩn thận để hạn chế cái người và động vật nó có thể rơi xuống. Thứ hai đó là đối với lại những cái giếng mà chúng ta không sử dụng hoặc là những cái hố sâu thì chúng ta phải có cái biện pháp đó là làm cái rào chắn và che lấp cẩn thận. Và tốt nhất là chúng ta nên có cái biển cảnh báo đây là cái khu vực nguy hiểm để hạn chế người ra vào cái khu vực này. Và tốt nhất là những cái giếng mà không sử dụng hoặc những cái hố sâu thì chúng ta nên san lấp. Không có quy định nào cấm người dân tự đào giếng để phục vụ tưới tiêu sinh hoạt. Do vậy, để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến giếng đào trong các khu vực vườn dẫy, cần có quy định kiểm soát, giám sát việc người dân đào giếng, có sự tuyên truyền của các cơ quan chức năng về những mối nguy hiểm hiện hữu, giúp người dân tìm hiểu, trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Vận chuyển trái phép 32.800 viên ma túy tổng hợp, Nguyễn Thành Luân, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bị công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ cùng với nhiều tang vật có liên quan.
Vào khoảng 0 giờ sáng ngày hôm nay tại thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thành Luân đang điều khiển xe máy vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường thu giữ 32.000 viên ma túy tổng hợp và 800 viên hồng phiến. Bước đầu đấu tranh, Luân khai nhận số ma túy trên được các đối tượng người Lào vận chuyển qua biên giới và tập kết tại khu vực rừng ven quốc lộ 8A, đoạn thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Các đối tượng người Lào thuê Luân lấy ma túy từ điểm cất giấu nói trên, vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Trên đường vận chuyển, Luân đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Tổ chức cho 25 người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar H88. Bùi Thị Dung, sinh năm 1986, trú tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn và Tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra quán bar H88 có địa chỉ tại khu dân cư Hiệp Thạch, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương do Lê Thế Hoàn, trú ở xã Châu Xá, phường Duy Tân làm chủ, phát hiện 85 khách gồm 62 nam và 23 nữ. Lực lượng công an thu giữ trên sàn nhà một số túi ni lông, bên trong có các chất nghi là ma túy, các bình chứa khí N2O cùng vỏ bóng và nhiều tang vật nghi để sử dụng ma túy. Lực lượng công an xác định có 25 trên tổng số 83 người đã dương tính với ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bắt tạm giam Trương Tấn Hiếu, trú ở tỉnh Khánh Hòa, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án, đối tượng Thạch Thắng, trú ở tỉnh Vĩnh Long, và Huỳnh Dương Thuận, trú ở tỉnh Đồng Nai cũng bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian làm lái xe cho một công ty, Hiếu đã bàn bạc với Thắng là trưởng một trại nuôi lợn ở xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc là cùng nhau trộm cắp cám của công ty. Mỗi lần Hiếu nhận cám của công ty để vận chuyển đến trại nuôi lợn thì sẽ thông báo cho Thắng biết và thống nhất số lượng cám sẽ cùng nhau trộm cắp. Hiếu lấy cám trộm được bán cho người khác trước khi giao và Thắng chịu trách nhiệm ký đủ. Bằng thủ đoạn như trên, Hiếu và Thắng đã hai lần trộm 70 bao cám loại 25kg một bao bán cho Thuận được hơn 30 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Được biết, Hiếu có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Bảo Hoàng, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại P5B15, tập thể Đại học Giao thông Vận tải, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng này cao 1m68 và có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau cánh mũi phải. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là đối tượng Nguyễn Anh Đức, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại 7/68/48 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Và đối tượng Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, bị Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng này có nốt ruồi ngay cánh mũi trái. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.